Em thấy tính lằng nhằng lắm, cũng 246 hay 357 gì đây nè. Thôi mình cũng không có để ý làm gì hết á. Cái sau này tự nhiên sao thấy gọi điện thoại cho mình liên tục luôn. Đó mình lại đánh dấu hỏi, mình nói không biết cái anh này anh có ý gì đây ta. Mới nghĩ là nếu mà mình xác định mình quen anh này á thì mình phải tìm hiểu coi anh này còn có tính lằng nhằng hay không. Thì em mới nhờ cô bạn thân á, em mới nói ê mày xác định giùm tao coi cái anh đó có đàng hoàng không hay anh vẫn còn lằng nhằng giống như lần mấy năm trước, mấy tháng trước. Tức là em dùng phép thử. Dạ. Em nhờ bạn em thử lòng anh này giùm. Con dao hai lưỡi nghe, 50-50. Cái anh này anh dính câu. Nghe tiếng khóc thì em bảo tại sao em khóc. Thì bảo là anh có nhớ số điện thoại mà hay nhắn tin cho anh hồi từ hôm bữa giờ không? Và đấy là bạn của em. Thế em mới giật mình ra. Ủa xin lỗi, Dũng quê ở đâu? Em quê Hải Phòng. Hải Phòng. Dạ. Ồ, còn em dạ, quê. Dạ em quê Bến Tre. À, một người Hải Phòng, một người Bến Tre, hai nơi rất gần nhau. Thế chứ, làm sao mà gặp nhau được? Dạ thì lúc trước á là hai công ty á là đối tác với nhau. Ngày đó thì anh này á thì ảnh hay gọi điện thoại cho mấy em làm cùng công ty em. Cái này cái vô cái nghe cô này nói, ủa hôm qua anh kia anh gọi điện thoại cho mình từ 11 giờ đêm đến 2-3 giờ sáng. Cái xong cái hôm sau nữa là nghe em Huệ nói hôm qua anh Dũng anh cũng gọi cho mình nói chuyện từ cũng 11 giờ đêm đến 2 giờ mấy sáng. Trời ơi, sao mà gọi được? Đấy là em được gọi để bàn công việc thôi, tạo quan hệ thân mật làm ăn đấy mà. Mất sức dữ, cứ điện thoại từ 11 giờ đêm tới 3 giờ sáng. Ông não mất tiêu. Cuối cùng là tán tỉnh tìm hiểu mấy cô kia mà dính cô này. Em thấy tính lằng nhằng lắm, cũng 246 hay 357 gì đây nè. Thôi mình cũng không có để ý làm gì hết á. Cái sau này tự nhiên sao thấy gọi điện thoại cho mình liên tục luôn. Đó mình lại đánh dấu hỏi, mình nói không biết cái anh này anh có ý gì đây ta. Thì em gọi điện thì thấy Yến thì nói chuyện cũng hiểu biết với cả đồng cảm được trong cuộc sống. Thì em mới xoay sang thì cũng nói chuyện với Yến nhiều hơn. Cảm tình nhau. Bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau? Chắc khoảng cỡ 3-4 tháng sau. Lúc đó em cũng đang thất tình, cũng đang buồn. Thì mình mới nghĩ là nếu mà mình xác định mình quen anh này á thì mình phải tìm hiểu coi anh này còn có tính lăng nhăng hay không. Thì em mới nhờ cô bạn thân á. Em mới nói ê mày xác định giùm tao coi cái anh đó có đàng hoàng không hay anh vẫn còn lăng nhăng giống như lần mấy năm trước, mấy tháng trước. Tức là em dùng phép thử. Dạ. Em nhờ bạn em thử lòng dạ. anh này giùm. Con dao hai lưỡi nghe, 50-50 đó. Rồi cuối cùng sao? Dạ thì cô bạn thân đó cũng nhắn tin rồi cũng lả lơi anh ơi đồ chiều nay anh ở đâu, anh đi ăn ở đâu, rồi khi nào anh vào Sài Gòn đồ, em ở quận 1 được. Vẽ ra một viễn cảnh rất là đẹp luôn. Rồi sao cái anh này anh dính câu. Nhắn tin rồi đến thì em cũng trả lời bình thường thôi, ai già đâu. Thì bữa đó em đi nhậu mới lại sếp buổi chiều, vừa ngồi xuống thì Yến mới điện khóc. Em nghe tiếng khóc thì em bảo tại sao em khóc. Thì bảo là anh có nhớ số điện thoại mà hay nhắn tin cho anh hồi từ hôm bữa giờ không? Và đấy là bạn của em. Em mới giật mình ra. Sau đó em xử lý tình huống là sao? Thì em mới bực quá, em không biết làm sao được mà mình thì trong lòng mình đâu có nghĩ gì đâu. Lúc em cúp máy rồi em không nói câu gì, bảo chờ anh đấy. Mà không biết là em vào. Thì em mới bay ra đến 11:30 vào sân bay thì em nhờ cô bé bạn cùng công ty và chỉ cho anh chỗ trọ của Yến. Thế là bắt đầu em mới tới cửa phòng, em mới gõ cửa, mở cửa ra nhìn em sững người luôn. Em cũng hơi bất ngờ, là nghĩ là chắc là ngày mai rồi lại gọi làm lành thôi chứ cũng không nghĩ là đứng trước mặt mình. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên á cũng sụp đổ chưa. Làm sao? Thứ nhất là lúc nghe điện thoại á thì giọng ấm ấm trầm trầm nghe cũng tưởng tượng chắc một người đàn ông cao to đẹp trai. Đến khi gặp á thì trời ơi 53 kg nè. Trời ơi ốm ơi là ốm, nói sao mà xấu dữ vậy nè. Nhưng mà rồi tiếp tục sao? Thì em nói thôi anh vô đây làm gì, thôi anh về đi. Trời ơi, em nghe xong cô đấy thì em mới bảo là thôi lấy làm tin anh nữa thì anh quay đi về. Tôi ra đầu hẻm với khoảng chừng 50 mét gì đấy, thế em nhận được tin nhắn. Thôi anh vào đây trễ này rồi, anh quay lại đây nghỉ ngơi mà rồi tính sao tính mai rồi. Rồi thì hai bạn yêu nhau bao lâu? Được một tháng, yêu nhau được khoảng tháng, hơn tháng sau thì em bỏ hết công việc mà em chuyển vào trong này mà. Chịu nè, ba mẹ có sốc không? Ba mẹ sốc. Rồi bà mẹ vợ em có sốc không? Cũng sốc luôn. Dạ mẹ em cũng ngạc nhiên là tại vì lúc đó mẹ em cũng muốn lấy chồng có điều kiện tí xíu. Mẹ em cũng làm mai cho em một cái anh Việt Kiều ở nước ngoài. Nhưng mà em nói là thôi mẹ ơi, có mình con xa xôi, con ở nước ngoài mấy năm con mới về một lần, thôi mẹ đúng cho rồi. Con lấy nước trong nước đi. Thỉnh thoảng con về con thăm mẹ. Cái mẹ mới nói tao không cần quan trọng, miễn sao mày sống sung sướng vui vẻ. Vui chưa? Dạ chưa. Vui vui rồi. Công nhận là vui hả? Lý do? Dạ đến khi sau hôn nhân thì nó sụp đổ hoàn toàn.
rồi. Bây giờ em nói cái từ là sụp đổ hoàn toàn, vậy thì cái sụp đổ lớn nhất của em là gì? Dạ, ngày xưa thì em biết ảnh là một người cần cù làm việc nè, thương là thương cái tính đó. Nhưng mà sau thời gian cưới cái về chơi game nè, hút thuốc nè, hút đêm nè, vợ thì có khi không thèm nhìn tới vợ luôn. Hai tháng trời, vợ chồng giống như là người dưng vậy đó. Ủa, sao vậy? Em cũng không biết nữa. Có áp lực công việc không? Cũng không có gì đâu, bởi vì em cũng mới cưới mà, nên ra nó cũng lạ lắm. Cuộc sống hôn nhân nhiều khi nó cũng gò bó mà. Bởi trước kia mình sống độc thân một mình mà, nó thời gian đấy em lại bị bệnh nữa. Bệnh gì? Bệnh cường giáp thôi. Bị tuyến giáp ở đây phải không? Thật ra người tay chân kiểu nó run. Và thật ra cuộc sống vợ chồng nhiều khi nó không thuận. Có khi cả một tháng, hai tháng vợ chồng chẳng đụng nhau nữa. Lúc đấy thì cũng chưa có con đâu. Cái thời điểm mà lúc mà ảnh cứ như vậy á, dường như anh không đụng chạm tới em, lúc em suy nghĩ gì trong đầu? Lúc đó em suy nghĩ, em nói không biết là mình có bị cái gì hay không, hay là mình không có thu hút ảnh. Nói chung em cũng làm đủ biện pháp, là cũng thay đổi đồng phục các thứ, rồi làm đủ thứ trò hết, cũng tối cũng rủ đi ngủ sớm rồi cái thứ, nhưng mà vô tác dụng. Vậy hả? Lúc em có hỏi ảnh tại sao không? Có, rồi anh trả lời sao? Nói đâu có gì đâu. Sau khoảng chừng một năm thì em mới nói anh ơi, hay em thấy anh sống như vậy không được, hoặc là anh bỏ game, hoặc là anh bỏ vợ, anh muốn chọn một trong hai đi. Thì lúc đó cũng có mấy lần là đòi đưa đơn rồi đó. Cuối cùng mà mới nói là thôi anh chọn em, là mình làm lại từ đầu. Thì em nói rồi em cho anh cơ hội. Thì lúc đó em mới thấy ảnh bệnh nó cứ bủng rủng tay chân. Xong rồi nửa đêm á thì rung hết lẫy bảy người, giống như không điều khiển được mình. Bắt đầu tựa hết vào vai vợ, em phải chở anh đi đến bệnh viện cấp cứu nửa đêm. Nhưng sau đó em về em mới nói anh ơi, em thấy mắt anh là lòi, mừng cổ anh nữa. Cái xong mới rủ hay hai chồng mình qua trung tâm ung bướu đi, mình kiểm tra nếu mà có thì mình chữa bệnh. Còn không có không vấn đề gì hết. Em vẫn thương anh, vẫn bình thường mà. Cái động viên mãi bắt đầu mới đi, mà em phải áp tải đó. Cả ngày đó em nghỉ làm, em quần quật ở bên bệnh viện với ảnh để khám tới cuối ngày thì ra cái bệnh là nó đã mấy năm rồi. Bác sĩ nói là khả năng điều trị thì phải 2 năm uống thuốc. Và cái điều đầu tiên là phải bỏ thuốc lá. Lúc đó hút ngày 3 gói thuốc. Trời ơi. Rồi bây giờ là ổn rồi đúng không? Bây giờ ổn rồi chứ. Dạ xong rồi là về là bỏ thuốc lá rồi, nhờ vậy bắt đầu mới có con được. Bây giờ là bé trai bé gái? Dạ bé trai ạ, được 2 tuổi. Rồi là thỏa mãn rồi. Trong cái giai đoạn mà chồng em biết là bị bệnh á, dạ, thì có khi nào em nghĩ rằng là nếu như bị bệnh đó như vậy thì mình sẽ không có con, thì nó có phải là áp lực? Dạ lúc đó em cũng có suy nghĩ, em cũng động viên với ảnh là em cũng biết là tâm lý của ảnh sợ không có con. Em mới nói là không sao đâu anh cứ điều trị bệnh đi, nếu mà trong trường hợp không có con thì xin cho con nuôi. Em không quan trọng cái chuyện là anh có hỗ trợ em có con hay không có con đâu, không vấn đề gì hết. Đó, em phải động viên ảnh. Thì lúc đó ông bà nội cứ ngày nào cũng gọi vào, sao hai vợ chồng bay có tin gì vui chưa? Nó dạ chưa, mà gọi thời gian dài á thì em phải chủ động em nói với ông bà, em nói là bố mẹ. Lúc đó em mới nói ảnh là bị bệnh, chứ lúc đầu thì hai vợ chồng cũng giấu bố mẹ. Dạ. Vì biết là sợ ông bà lo. Giờ cho ông bà hạnh phúc sung sướng lắm rồi đúng không? Dạ, cho ông bà mừng lắm rồi. Thấy chồng em hiền hậu thì chắc không bao giờ nóng tính đâu ạ. Dạ không, cực nóng á. Thì lần đó em đi làm việc với đối tác trên mấy cái tàu biển á, thì bữa đó sao vô tình á, cái anh đại phó đó mới về, ảnh lại không biết. Em lên em ký báo cáo thì ổng vỗ đùi em cái ông nói là đùi thon ghê. Cái mình mới bực mình nói là anh, em không có thích như vậy, em với anh á là công việc với nhau, không có nên vậy, em không thích. Cái lúc đó anh cũng có rượu rồi, anh mới nói là không sao, đâu có gì đâu. Cái xong chiều đó em về, em mới kể anh này nghe. Vô tình mình kể chơi thôi. Cái hôm sau mình đi làm, cái mấy người đồng nghiệp mới nói này nè, hồi Yến tao thấy chồng mày ở đuôi tàu kìa. Em sững người, em đang ở đầu tàu, em nói ủa hôm nay ra đây làm chi ta, mà em đâu có dám lại. Em đứng xa thôi, em nhờ bạn em lại đó coi ổng làm gì. Cái ổng mới đi một mạch lên phòng đại phó. Cái em mới nói với ông trực ban trên tàu đó, em mới nói là anh quản lý, anh lên trên coi chồng em làm gì trớn, lỡ có xảy ra chuyện gì á anh kéo ra giùm em. Bây giờ em lên đó em gặp em, lẽ anh lên uống cà phê không? Em nghe em bực lắm, em lên tàu em vào phòng em mới bảo là xin lỗi, tôi là chồng của Yến, là làm giao nhận ở cái tàu này. Hôm qua nghe thấy bảo anh cũng có xúc phạm vợ tôi, thì anh nếu mà cần thiết thì anh lên bờ. Còn kia đây là chị em phụ nữ làm việc đàng hoàng công ty này, thì lần sau anh đừng có tay máy, rồi là không có đụng chạm gì đến chị em ở công ty này nữa. Thế là ông nghe xong cũng xin lỗi. Xin lỗi thế em mới bảo thế được rồi, anh em đàn ông hiểu nhau, thế được rồi. Đây tôi nói cho anh hiểu thôi. Bây giờ tôi xin phép tôi về.
Thế từ đấy giờ là cũng có đến. Từ đấy giờ là thôi đó. Dạ. Còn thấy con à, vợ em có ghen không? Và em có ấy. Có một lần thì em cũng chat Skype nói chuyện với khách hàng đối tác của em mà vừa chat rồi vừa tập thể hình tập tạ ở nhà ấy mà thì cũng có qua lại mấy câu, em chat xong thì em quên không tắt Skype luôn. Ồ. Thế là vợ về đọc được chẳng nói chuyện câu nào luôn. Hai người chat hỏi qua hỏi lại, anh nói em mà hỏi nữa em khen anh quá là em rớt tạ lên chân anh rồi. Đó, làm như vậy hả, máu trong người nó sôi lên. Bảo là nếu mà từ công việc thì đâu cần phải đùa giỡn như vậy đâu. Cái xong đó, anh thích ăn cơm thì anh ăn, anh làm đi, em không nấu cơm nữa. Cái xong cái em giận quá, em nói nằm đêm em mới suy nghĩ, em mới nói hay là ông này vẫn tính như ngày xưa ta, cũng lăng nhăng hay này kia nọ. Cái nằm nghĩ mãi đến hôm sau đó, em mới viết cái đơn ly dị. Em viết xong em ký rồi em để lên bàn đó em mới đi làm. Thực ra em nhìn thấy tờ đơn em mới cũng chạnh lòng ấy, mà quay lại chuyện có gì đâu mà tự nhiên để cái đơn đi ta. Em không ký được khoảng 3-4 ngày nữa thì bắt đầu em làm lành. Chị hiểu cái tâm trạng của em, giống như là mình bị tổn thương nhiều lần rồi đó. Yeah. Mà vẫn cứ không chịu bỏ cái tật đó đó. Yeah, thì không chịu khắc phục đó. Mà rất may là sau khi mà nhận được cái đơn đó thì chồng em vô cùng sáng suốt là không ký. Không ký. Yeah. Cho nên bây giờ là hai bạn mới có cuộc sống hạnh phúc như thế này. Thế thì cái em bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Em thì em muốn vợ em thay đổi cái thứ nhất là tranh luận với nhau. Chưa đâu đâu đã lóng tính lên là bắt đầu quăng đồ lung tung rồi. Đập đồ lên bàn ghế là mẻ chứ. Thế em có đập đồ không? Em không, chỉ có vợ em thôi. Cứ lóng lên là cái nào đập đồ. Nóng hơn đó là vì trong cái lúc hai vợ chồng tranh luận, nếu mà anh không hài lòng chỗ nào thì anh nói, mà anh không nói mà anh lầm lì lì. Nhưng mà bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi gì nhất? Ban đêm đừng có hất khuya coi đá banh nữa. Em có làm được điều đó không? Dạ, em làm được điều đó không? Dạ. Rồi chồng em á muốn bớt nóng nảy. Dạ. Đừng đập đồ. Em biết không, thực ra là vậy. Chị tâm sự với rất nhiều các cặp vợ chồng á, thì cái nguyên nhân mà để cho người ta nóng nảy là do cái đối tác kia im lặng và bắt đối tác nọ đón ý mình. Mà ai mà đón nổi, không thể nào đón ý nổi mình muốn cái gì. Thì bây giờ mình muốn cái gì, mình không muốn cái gì mình nói đi. Cô yêu cầu vậy mà. Dạ. Thì em nói đi, đừng im lặng. Im lặng nó đoán không nổi đâu. Dạ. Tại vì lớp lo con, lớp đi làm công việc về này kia nọ sao mà đoán nổi. Dạ. Đâu phải như ngày xưa son rỗi mà chưa con chưa cái mà. Dạ. Đoán còn không nổi nữa, đừng nói bây giờ. Cho nên bây giờ cho vợ bớt nóng. Thì vậy em mới nói đi. Nói. Em không đồng ý em nói luôn. Dạ. Đó, đừng để bụng nữa. Dạ. Vậy là xong. Dạ. Rồi đừng có thức khuya lắm. Vẫn được quyền coi đá banh đúng không? Dạ, đúng. Nhưng rồi. Mà đừng có khuya lắm coi thôi, thứ 7 để đảm bảo sức khỏe cho mình. Dạ. Đúng không nè? Mà ổng mà không nghe mà ổng cứ cúp này cúp nọ thì em làm cúp điện. Yeah. Rồi xin chúc hai bạn lúc nào cũng vui tươi. Dạ. Hạnh phúc. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Em gặp anh này là em không thích, bay tới tát anh này một cái như trời giáng luôn. Thua để trả thù. Nó hay bị bậy bạ nha, em bị ác cảm với cái đó. Đó em không tự nhiên nữa. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Chào chị. Hai vợ chồng này có gương mặt rất là giống nhau nha. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Phạm Minh Hoàn, 28 tuổi, là kỹ sư. Còn em? Em là Quỳnh Châu, 27 tuổi, em cũng kỹ sư. Rồi, hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Bọn em thì học chung trường đại học. Anh này thì trên em một khóa, mới vô nhập học được một tuần. Thì một anh phòng bên anh này nè, thì mới để ý một cô bạn bên phòng em. Thế là mới rủ mấy anh trong phòng là thôi bây giờ mua ít trái cây qua giao lưu với đàn em phía dưới mới vô. Lúc đầu vô thì em gặp anh này là em không thích. Có cảm giác sao anh này cứ li lắc như thế nào á, mình thấy ghét. Rồi xong rồi cái đến một dịp khác, phòng em có sinh nhật thì mời bên đây qua. Trong phòng á thì các bạn mới ghi là bây giờ ghi yêu cầu của mỗi người lên. Rồi lúc đó rồi em sẽ thực hiện. Người bốc được cái phiếu đó phải thực hiện cái yêu cầu mà trong cái phiếu ghi. Dạ, thì lúc đó thì vợ em bốc được một cái thăm, hãy tát một người mà bạn ghét. Em có suy nghĩ gì hết, bay tới tát anh này một cái như trời giáng luôn. Ủa, bộ lúc em ghét lắm mà. Dạ, ghét lắm, nhìn nói chung là không thích một chút nào hết. Ghét chỗ nào trời cho của đó chứ. Mặt nhìn đã yêu. Tát mạnh không? Dạ, tát mạnh chị. Lúc đó cảm giác của em là quê kinh khủng luôn. Mình cũng chưa bao giờ mình bị một người con gái mà tát trước mặt bao nhiêu người mà đau như thế. Tát đau như thế. Dạ. Có tát lại không? Cũng giận lắm mà thôi nín. Xong rồi về lên kế hoạch. Chế đó. Dạ. Em bảo
cua để trả thù. Thời gian bao lâu thì em cảm thấy rằng á, mới đầu là cua giả, xong rồi á, cua xong rồi thích thật. 3 đến 4 tháng vậy. Khi như là tự nhiên thích thật á, em có cảm thấy hối hận về những cái cảm xúc của mình đối với cổ. Cái lúc đầu ấy, mình chưa biết thì cảm thấy tức giận, cảm thấy khó chịu, ngại trước mặt mọi người. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với cô ấy một thời gian ấy thì em thấy là cô ấy rất là thẳng tính, có sao mà nói vậy. Từ lúc mà thiệt rồi đó. Dạ, bao lâu mới cưới? Từ lúc thật tới lúc cưới là 5 năm. Rồi cho anh hỏi này, sau khi cưới nhau về thì vợ em và bên gia đình em có hòa hợp với nhau không? Vợ em không có biết cách quan tâm đến mọi người trong gia đình. Một số lần ấy thì cũng làm cho mẹ cũng hơi buồn. Và cũng xảy ra một số khúc mắc với lại cô em gái của em. Do vợ em cũng cái cách không khéo, cứ có sao nói vậy. Cho nên là xảy ra một số những khúc mắc. Tức là bây giờ là khúc mắc giữa cái chuyện mà chị dâu với lại em chồng đúng không? Dạ. Em chồng em năm nay là bao nhiêu tuổi? Thu em 3 tuổi chị, 24 tuổi. Mà vì cái vấn đề thẳng tính thôi gì? Dạ, mà tính nó cũng bướng, nói chung là hai đứa tính cũng bướng. Nhiều khi mình muốn chỉ bảo cho nó, rồi mình nói thẳng ra là kiểu nó không thích. Rồi gặp anh này nữa rồi... nhiều khi thấy mình nói em gái mình như vậy á, rồi anh tỏ thái độ ra câu có bực bội, nó là em thế này, em nói như vậy 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 đó. Nhiều khi đó giống như mình là người có lỗi thì làm em lúc đó em cảm thấy là tự dưng ảnh lại tạo cái khoảng cách giữa hai chị em. Thật sự mình không có cái ý gì mà gọi là thế này thế kia cả, mình chỉ muốn dạy bảo em nhỏ. Nhưng mà lúc khi mà em nói chuyện với em chồng á thì cái cách nói của em có giống như là em đang nói chuyện với chị không, hay là em nói cái kiểu mà cọc hoặc là nói lớn hoặc là la? Không, em nói cũng bình thường như vậy thôi. Có một số lần thì cũng hơi lớn chút xíu, tại vì tính em cũng hay nói lớn mà vậy. Đó, chắc có lẽ là hiểu lầm nhau là dạ, về cái âm lượng. Đúng rồi, cái anh. Âm lượng nhiều và cái cách vậy. Thể hiện về đại từ á. Dạ. Cho nên thành ra là như vậy thôi. Vì tâm lý chồng em á, nếu mà chị thử chị đoán có đúng hay không nha. Tâm lý chồng em lúc đó là, thứ nhất đây là nhà của mình, nhà của hai chồng mình. Thứ hai, em gái của mình, thứ nhất là nhỏ tuổi và nó chỉ đến nhà mình để mà giống như là nó chơi với vợ chồng một thời gian thôi, không phải nhà của nó. Nếu nhiều khi trong nhà của em lại là chuyện khác, nhưng mà đây như vậy thì sợ là em của mình sẽ bị mặc cảm và có thể là nó sẽ không đến chơi vợ chồng mình nữa. Thì như vậy thành ra là mẹ của chồng sẽ có một cái không thiện cảm với vợ mình. Cái điều mà anh ấy lo là lo cái vấn đề như vậy. Yeah. Chứ không phải là anh ấy là binh em để mà dằn vợ. Chị đoán như vậy có đúng không? Đúng cái tâm trạng của em lúc đó không? Yeah. Chính xác đúng không? Yeah. Còn em á, thì tại vì tính người con gái miền Nam mà không có để bụng, có nghĩa là có sao nói vậy. Chứ không có giữ kẻ giữ gì hết trơn á. Yeah. Vì nghĩ em chồng cũng là em của mình. Yeah. Đúng không? Vậy thì tốt cho nó, chứ mình có hưởng gì đâu. Chỉ để sau này nó còn có chồng, nó còn có con, nó còn có bạn trai, đúng không? Yeah. Tâm lý em chỉ như vậy thôi. Đúng rồi. Đó, thì sau khi cái chuyện này xảy ra rồi, hiểu nhau cái vấn đề này rồi, thì chị nghĩ rằng tụi em sẽ không lặp lại cái việc đó nữa, đúng yeah. không? Dạ. Yeah. Không lặp lại chuyện đó. Nhưng mà bây giờ cái mối quan hệ của em với lại cô em của em chồng của em đã thuận thảo lại chưa? Hai chị em đã hiểu nhau yeah. chưa? Em có muốn thông qua chương trình này nói gì với em chồng không? Em cố gắng là mở lòng mình ra, tâm sự với mọi người nhiều hơn để có thể hiểu em nhiều hơn. Bây giờ em nè, nhân cái việc nó đang xảy ra như vậy, em có điều gì em muốn nói với vợ em về cái mối quan hệ giữa hai chị em hay không? Yeah. Thì em cũng nói luôn để cho vợ em hiểu và em gái của em hiểu. Em rất muốn là khi vợ em đặt vấn đề mà nói chuyện á, thì cố gắng là mình tức là nhẹ nhàng một chút, cũng không nên thẳng thắn mà nói to quá. Nhiều lúc người ngoài người ta nghe vô lại tưởng là trong nhà có việc gì rất là quan trọng. Cuối cùng là bí mật đã bị bật mí phải không? Dạ. Theo chị là như vậy nè. Nếu nha, em chồng của em á mà sau này sẽ thường xuyên ở chung với tụi em, thì chị nghĩ rằng á là đừng có nghĩ là chuyện nó sẽ không trầm trọng, mà tụi em phải cởi mở từ bây giờ thì mọi thứ nó mới nhẹ đi được, còn không cứ dồn nén hoài. Thì chị nghĩ rằng á, sau cái buổi này, nếu như cô bé em của em á, cô bé tên gì? Dạ, tên Hạnh. Nếu mà Hạnh có xem chương trình này thì Hạnh mở lòng hơn. Hạnh đừng bao giờ xem chị dâu á giống như là người ngoài nữa,
mà Hạnh hãy xem chị dâu của mình giống như là chị ruột của mình. Hai chị em nên hiểu nhau để mà cho cái mối quan hệ này nó tốt. Cái điều đó Hạnh làm và Châu làm á, thì sẽ làm cho Hoàn bớt được cái áp lực. Tại vì cái người ở đây khổ nhất là Hoàn đó. Nếu như Hạnh thương anh và Châu yêu chồng á, thì hai em nên hóa giải cái vấn đề đó. Rồi bây giờ anh hỏi là sau khi đám cưới về rồi đó, thì hai vợ chồng có hòa hợp với nhau trong đời sống vợ chồng? Dạ thì lúc đầu thì không. Và lý em do? Dạ lý do thì em do cái cách suy nghĩ của vợ em á, khác suy nghĩ của em. Chuyện vợ chồng ấy, em muốn chia sẻ ra với vợ thì vợ lại nghĩ là những chuyện đó là chuyện xấu, nó hay bị bậy bạ, nên thành ra em không quá ác, em bị ác cảm về cái đó. Nhưng chồng mà... em muốn em cái gì mà em nói là bậy bạ? Chuyện quan hệ vợ chồng ấy. Thì em muốn vợ em cởi mở hơn, cởi để mở làm sao cho cả, nói chung là cả hai người đều làm cho đối phương mình cảm thấy là thoải mái hơn. Thăng hoa. Nhưng mà là vậy là lại là bị từ chối đúng không? Bị từ chối và nghĩ mình là người xấu nữa. Bên này là bước mới, bên này là cái bước truyền thống hoài sao được. Cổ điển, em chơi kiểu cổ điển. Nhưng mà em nhiều lần em đặt vấn đề như vậy và bị bên này từ chối như vậy, em có bị nản không? Nhiều lúc cũng nản anh, nhiều lúc mất hứng luôn á. Còn em thì sao? Hồi xưa thì lúc em quen thì cũng có nóng tính. Nhưng mà cưới về nóng tính quá đi. Mỗi lần mà nóng tính lên là sừng mà mày tao, rồi nhiều khi mình nghe như vậy á, cảm thấy mình bị xúc phạm, lòng tự trọng nó ấy. Dạ, rồi em cứ... xin đính chính một chút. Thực ra không phải tự nhiên em nóng như thế. Tại khi mà em đặt vấn đề á là em bao giờ em cũng nói 2 đến 3 lần hết. Nếu mà không được á thì bắt đầu là em mới nóng thôi, đó em không thể nhịn được nữa. Lúc đó chồng em nói cái thái độ chồng em như thế nào? Sừng sộ lên là chị, mày có im đi không mà thế này tùm lum tà la búa xuống. Người ơi, trả lời tao không im không? Dạ không. Em có trả lời tao lại không? Không, nó là anh nói cho đàng hoàng nha, em nói chuyện với anh là đàng hoàng thì anh cũng phải đàng hoàng lại với em. Mình cũng có nhắc nhở như vậy rồi, anh không ấy thì... Có câu nào nặng hơn chữ mày nữa không? Dạ không. Chị nói thiệt á, cái cảm xúc là như vậy nè đó, chị chỉ có một người bạn thôi đó, chứ không phải là vợ chồng đó. Bình thường là nó tôi với bà hoặc là này cái nọ, mà lúc tự nhiên nóng nó gây á, mà nó kêu chị bằng mày á, xong nó xưng tao á, là thôi là chị với cái người đó cắt đứt luôn rồi đó. Cắt đứt, tại vì sau đó tự nhiên nói lại nói không được nữa, giống như là lấy lại cái cảm xúc cũ á, khó lắm. Cho nên rằng á, vợ em cũng siêu phàm lắm á, là vợ em bỏ qua, tức là tha thứ cho em được những cái lần như vậy đó. Chứ còn nếu mà gặp chị thì chị không biết chị có làm được như em hay không. Cho nên rằng chị mong rằng là Hoàn á, bỏ luôn đi. Nhưng mà chị cũng nghĩ rằng là cái mong muốn của Hoàn á, về cái vấn đề là những khi mà tâm sự chuyện vợ chồng đó thì em tiết chế về cái âm lượng á. Tại vì tụi em ở riêng á, chứ nếu mà tụi em ở chung á, những cái điều mà riêng tư của vợ chồng á, là vô cùng cần thiết. Vì cái chuyện gì của vợ chồng mình người ta cũng biết là nó không hay tí nào. Thuận thảo thì không sao, lúc không thuận thảo nó nhiều cái mệt lắm đó. Thì vậy thôi, tụi em khúc mắc có nhiêu đó thôi, đâu có gì nhiều đúng không? Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em. Dạ, cảm ơn anh chị. Dạ. Có một cái nốt ruồi trên mặt và giữa trán của cổ bên trên đó. Là về là có chuyện với em, nhìn mặt em vậy chứ ảnh đang hiếp em á. Khi nóng lên á là em muốn là cô ấy đi ra ngoài đi. Gì vậy Thuận? Em làm gì vậy? Hình như có cái gì đó nó chóa mắt em quá cho nên là em bị choáng thôi. Đây nè. Chó là chó đây nè. Chó là chó cái này nè. Cái này nè. Cái này đây nè. Trời ơi. Gì? Trời ơi, sao hai chị em mình? Nó nè, sọc đen nè. Và kính thưa quý vị, tôi khẳng định một điều rằng là tôi và chị Hồng Vân không bao giờ có một ý định là mặc đồ giống nhau nha. Cái này đó chính là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Đúng không chị? Ôi, phải nói là rực rỡ. À, không biết mọi người thấy như thế nào, chứ riêng tôi thì tôi đang thèm nước cam. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Hai bạn bước ra, tôi nghĩ trong đầu tôi mới chỉ cần cô dâu mà cái màu mà giống tôi như vậy thôi là tôi té luôn liền. Té xỉu liền luôn á. Chào hai em hãy giới thiệu chút xíu về mình. Dạ, em tên là Vĩnh Hùng, năm nay 30 tuổi, hiện là nhân viên xuất nhập khẩu. Thế còn em? Dạ, em tên là Nguyệt Hạnh, năm nay em 27 tuổi, em là nhân viên ngân hàng. Hạnh Hùng. Dạ. Hạnh Hùng gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, thì cách đây 5 năm á, thì em có liên thông đại học, học buổi tối. Thì lúc đó em học được khoảng 2 tuần. Thì lúc đó vợ em vô trễ,
Thì vô tình em thấy cô vô trễ thì mình nhìn kỹ vô người cô á, thì thấy cái có một cái nút ruồi trên mặt mà giữa trán của cổ bên trên đó. Đâu? Đây. Đâu thấy? Đây. À, nó không thấy, nhìn thấy rồi. Mình nhìn cái nét đó thì cũng vừa dữ, nhưng mà bạn bè nói dữ nhưng mình thấy hiền, thấy là dễ thương. Là quý tướng đó. Dạ. Rồi sao nữa? Thì xong rồi đó, rồi tụi em làm báo cáo thì cũng chung một nhóm. Thì cái từ từ em tìm hiểu cổ là cổ làm bên ngân hàng. Thì lúc đó sẵn em có một số tiền á, là để dành cưới vợ đó. Em mới là trích ra từ từ em kêu cổ mở tài khoản, em bỏ tiền vô tài khoản của cổ. Nhưng mà chị hỏi em nè, vì em biết cổ làm ngân hàng em mới gửi vô tài khoản, hay là em dùng cái cách mà gửi tiền vô tài khoản để em giới thiệu cho cô ấy biết rằng anh là người có tiền? Cái đó là ý định cưa cẩm của em. Tại sao không xài lý do khác? Một phần nữa là em để em thử cổ. Thử làm sao? Tại vì lúc trước em quen hết mấy người nữa, cũng có cái vấn đề là gì? Cũng là mở tài khoản hay sao? Không có, em quen mấy người đó như là lợi dụng mình. Tức là không thương thật mà thương... Chắc nên nghĩ... bây giờ em mới dùng cái này em thử cổ, và cuối cùng là đúng như cái điều em suy nghĩ không? Thấy hoàn toàn khác với hai cái cô trước. Ủa em biết cái chuyện là ảnh gửi tiền vô cho em là ảnh thử em không? Dạ đó. Em lúc đó em không nghĩ gì đó. Bây giờ ảnh cứ khai thiệt vậy mà em mới biết nè. Là về là có chuyện với em á. Thực ra là lúc đó nếu mà ảnh có nói là anh gửi tiền nên thử em cũng tin luôn đúng không? Tại vì em là nhân viên ngân hàng. Đúng rồi. Thì đó là nghề nghiệp của em đúng không? Mà lúc đó mỗi lần đi học á em dựa kết em nhờ cái gặp cổ để em đưa tiền cho cổ. Đó tức là lấy cái cớ là đưa cho cổ để cổ để được gặp mặt em. Thế thời hai em quen nhau trong bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? Dạ gần một năm. Bây giờ tụi em ở chung với gia đình chồng hay là ở riêng? Ở chung với lại gia đình của em. Kết hôn nhau là bao lâu rồi? Dạ kết hôn với nhau được 2 năm rưỡi. 2 năm em ở bên gia đình vợ thì có hòa thuận và có cái gì đó nó trắc trở? Cũng có cái trắc trở. Có lần thì ở nhà có nuôi chó, mà nuôi tới 4-5 con chó. Thì lúc đó là em đọc báo thì em thấy là ở gần với chó thì dễ bị sáng chó. Sáng chó rồi xỉn. Đó mà em có nói với vợ để nói cho bên ba má vợ nghe, mà vợ truyền đạt sao mà em thấy vẫn để như vậy. Nhiều cái mình nói ra không được. Em có nói với bên nhà em cái vụ đó không? Nhà em cũng có nói với ba mẹ. Thì cái đó là không phải do ba mẹ em nuôi, mà là một anh rể nuôi. Thì em cũng nói ba mẹ, thì ba mẹ cũng nói là không sao đâu, nói chung là vệ sinh sạch sẽ là được à, cũng không có nghĩ là sâu xa là vấn đề là sẽ ảnh hưởng tới em bé. Thế mà nói chung là nhiều khi em ở giữa em nói qua em nói lại á, thế ra là em cũng hạn chế. Mất công lại nghĩ là chồng mình khó chịu, thì ba mẹ lại nghĩ sai về chồng mình nữa. Tại vì chồng em thì thẳng tính, mà mỗi lần có chuyện gì thì đâu dám nói thẳng ba mẹ đâu, là phải thông qua vợ. Mà nhiều lúc thì em cũng vô tư, đâm ra là em cũng chỉ nói theo kiểu truyền đạt thôi, đâm ra là vấn đề nó vẫn không đi tới đâu hết. Nhưng mà bây giờ chó vẫn còn? Dạ chó vẫn sủa. Mình sót con thôi, chứ bây giờ nó nhỏ quá mà chó sủa giật mình nó cũng gì tội nó nữa. Thực sự mà nói á, là con trai của chị cái đợt đó là nó bị cái vụ chó mà nó bị xuyển, cái đó là có thật đó. Sáng chó cũng là có thật luôn. Nếu như cho em có một cái điều mà em muốn nói về cái việc mà tụi em đang ở chung với một cái gia đình lớn đó. Dạ. Thì em sẽ nói như thế nào? Tức là em sẽ muốn ra làm sao? Thì em muốn là cái chỗ của em ở đó, nó được yên tĩnh cho con em nó nghỉ ngơi thôi, chứ em không muốn gì hết. Rồi bây giờ thì anh hỏi thẳng luôn nè đó, từ lúc mà lấy vợ rồi thì em phát hiện anh tật xấu nhiều? Dạ nhiều. Nhiều lắm không? Dạ gấp. Này có nhiều kể hết đó luôn đi. Lười biếng. Lười biếng về vấn đề gì? Lúc mà cổ có bầu rồi đó thì em mới là thấy thương, em mới mua cái máy giặt vợ về khỏi phải giặt đồ. Cũng làm biếng, không chịu để đồ vô giặt. Có máy giặt rồi cũng vẫn làm biếng giặt đồ là sao? Không phải trời, có nghĩa là chồng em là kỹ tính, lỡ đụng vô hư máy là ông phải đổ thừa nữa. Cái năm nay là đâu có dám giặt đâu. Cứ nói chung là cứ để cho ổng bỏ đồ, tự đồ vô tự bấm nút thôi là mình. Trời đất ơi, tưởng tượng nó mua cái máy giặt xong rồi về hai vợ chồng ngồi giặt tay á, mới sao vậy? Sợ hư máy giặt. Có gì không? Rồi còn nữa, giặt xong rồi á thì theo lẽ vợ phải đem đi đồ đi phơi. Cũng không luôn. Để đến luôn. Rồi ai phơi? Em đem lấy đồ móc anh em đem phơi cho em biết chắc chắn là em phơi rồi. Rồi sao kỳ vậy? Tôi sợ hư máy thôi, bây giờ ta đi phơi đồ đi. Đâu có đâu, em cũng có phụ với bộ chị. Cũng dùng là chia ra, nhưng mà chồng em nhiều hơn thôi. Có nghĩa là 7 ngày thì chồng em phơi hết 6 ngày đúng không? Nhìn anh nghĩ đi, lúc đó em cũng đang có bầu mà. Nhưng bây giờ thì sao? Giờ thì đang cố gắng cải thiện. Bây giờ thì ai giặt ai phơi? Nói chung là chồng cũng giặt nhiều hơn vợ. Anh phát hiện một điều là chồng em á, hồi nãy giờ rất là trầm tư nè, ít nói nè. Chắc có lẽ là ở nhà chắc bị em ăn hiếp thường xuyên đúng không?
Không, nhìn mặt em vậy chứ ảnh đang hiếp em á. Phải không? Thiệt. Tại mỗi lần cãi nhau toàn em nhịn ảnh không mà. Anh cãi lên anh dữ lắm á chị. Mỗi lần anh cãi lên là hả, cô với tôi luôn á. Mà nó là mà nóng lên mà nóng dữ quá là hả, không kiềm chế được là mày với tao luôn. Trời, phải không? Nhìn em, hiền hiền vậy thôi chứ. Là nhầm khi nóng lên á là em muốn là cô ấy đi ra ngoài đi. Cô ấy thích là ở đó rồi cứ mà hem dầu vô lửa đốt gì hoài vậy đó. Mà máu anh sôi lên mới nói bây giờ có đi ra ngoài không hả, đây hồi tôi điên lên. Giờ điên lên làm gì tôi? Giờ sao? Giờ có đi ra không? Tao nói mày có nghe không? Giờ còn gọi đây nữa tao đang xong mà xỉu dở vậy chưa? Trời ơi, phù người ta. Nói chung là giọng dữ lắm. Chị nghĩ coi một con người mà bình thường á, hiền, mà lúc mà giận lên hồi đầu tóc giống như là bốc khói dựng dựng lên nè, mắt lông chồng mà còn chồng trắng không thôi à, mà cái miệng bình thường là hơi chu chu dễ thương nha, lúc mà cãi nhau là dính lên luôn rồi nè. Chú mẹ xuống một mét ha. Lúc này có cãi không? Lúc đầu thì em nhịn chị, ba mẹ cũng dặn rồi, chồng máu cao mà khó chịu mà nóng tính vậy là phải nhịn. Mà chị nghĩ coi phụ nữ mình nhịn thì nhịn cũng có chỗ cũng phải bức xúc chứ chị, bức nước vỡ bờ thôi. Chịu hết nổi là em bạc lại là xong rồi, y như rằng là bùm 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 lên. Em bạc lại sao? Em nói là em nhịn đủ rồi nha, mà còn lớn tới như vậy nữa hả, thấy em nói vậy cũng nói lên để tiếp tục cãi nhau. Có khi nào mà ông kêu mày tao mới kêu lại tao mày giống không? Không, xưng nhau là anh em. Hùng thua bên này cái điều đó đó. Ông cổ chồng tức em, em không có muốn là gây chiến rồi. Em nó kêu cổ đi ra ngoài mà nói mình nói hoài, cổ không chịu đi. Chị nghĩ có vợ chồng cãi nhau, vợ chồng cãi nhau thì phải ở lại với nhau để cho nó xong việc vấn đề đi. Thằng này là giờ mới hiểu tao sao? Giờ mới hiểu tính ổng là giận thì tốt nhất là nên được đi ra ngoài. Đó. Còn ở lại là sẽ có chuyện lớn. Cái cảm giác mà nghe chồng mình kêu mình bằng mày và kêu bằng tao với mình á, lúc đó em như thế nào? Nói chung là cảm thấy sốc, nhưng mà chắc cũng tại em lì. Thật chất là cái bản chất của chồng em không phải là người thô lỗ như vậy. Nhiều khi do áp lực công việc, cơm áo gạo tiền, cộng thêm là áp lực là phải ở nhà vợ, rồi phải làm sao để cư xử giữa hai bên gia đình như vậy nè. Đâm ra là ảnh cũng ức chế trong người nè, lâu lâu là phải có chỗ phải bùng phát lên. Con người thật của chồng em không phải là như vậy. Trời, chút quen ảnh hiền lắm. Bây giờ còn nói chung là cái phần mà xưng mày tao là chỉ ít lắm, khi nào mà trận nào to lắm thì mới xưng thôi. Còn bình thường thì xưng cô với tôi. Em cái cuộc sống hiện tại của em bây giờ á, cái áp lực lớn nhất của em là gì? Em bây giờ là cũng vừa công việc là nhiều hả chị? Nói chung là từ lúc mà chồng của em về ở với bên nhà em tới giờ, do là em cũng vô tư quá nên cũng chưa tạo một cái điều kiện để cho ảnh với lại ba mẹ em hoặc anh chị trong nhà nói chuyện mà tâm sình với nhau để hiểu nhau hơn. Chồng em thương ba mẹ em giống như ba mẹ ruột thôi, nhưng mà do có đều là thẳng tính quá, đâm ra nhiều lúc nói, nhiều lúc mà bên nhà vợ không hiểu, đâm ra mình ức chế. Nhưng mà gia đình mình là một tuần có một bữa cơm chung không? Cuối tuần á thì nói chung gia đình nhỏ của mỗi người thì tự ăn, chỉ khi nào có dịp giỗ hoặc là dịp lễ có tiệc tùng thì gia đình lớn mới quay quần lại ăn chung. Mà ăn chung thì cũng ít khi nào mà nói chuyện được nhiều hả? Được nhiều, đúng rồi chị. Rồi tức là bây giờ tụi em nấu cơm ở trong cái gian nhà riêng tụi em gì? Dạ không, ăn cơm mẹ đi. Em nấu cho em. Rồi có ăn chung với mẹ không? Dạ không. Chị hỏi như vậy là vì lý do như vậy nè. Ví dụ mà mẹ em mà nấu cơm cho tụi em ăn á, có khi nào em nghĩ đến cái chuyện là em ăn chung với ba mẹ để cho cái không khí nó cởi mở và nó cảm thông với nhau hơn, có giờ em nghĩ điều đó không? Được chưa. Tại vì vậy nè, có một lúc nào đó em sẽ đặt em vào cái cảm xúc của mẹ. Dạ. Có nghĩa là mẹ cứ nấu, giống như trách nhiệm của mình là mình phải nấu cho tụi nó ăn, nhưng mà không biết tụi nó có nghĩ gì đến mình hay không. Có bây giờ em đặt cái điều đó trong đầu em không? Sự là em cũng chưa đặt cái vị trí của em và trong vị trí của chưa mẹ. Nghĩ đến điều đó đúng không? Dạ, đúng. Em rồi. Có nghĩ không? Có, nhiều khi em cũng có kiếm tạo cơ hội để em qua em ngồi nói chuyện với ba mẹ, nhưng mà khi tính của cổ là cũng hơi ghen. Nhằm khi có mấy chị em của cổ ở ngồi đó, cổ thấy mình nhìn mình sẽ nói gì hay gì đó là cổ thấy khó chịu hay gì. Em nhìn vô cái mắt ảnh cổ em biết. Rồi làm sao mà mình thoải mái mà mình ngồi nói chuyện với gia đình của cổ được. Nhưng mà vậy em là... nhìn vào ánh mắt là em đoán, nhưng mà biết đâu chừng cổ không phải là nghĩ như vậy. Em có bao giờ có hỏi thẳng vợ không? Em có ghen không? Mà ghen với ai bây giờ? Em mình đâu có gì đâu chị. Mà tại sao không biết, em không biết tại sao em ngồi nói chuyện tự nhiên cổ xê dịch qua, cổ che lại người em một tiều. Giống như em gái ngồi kế bên này nè, thì giống như khi em ăn trong bàn thì người ngồi với ảnh thấy hành động em, ảnh lại suy diễn ra vậy á, chứ em đâu có ghen gì đâu. Theo chị nghĩ á, để mà em có được một cái mối quan hệ với lại gia đình bên vợ thì cái đối tượng đầu tiên em phải cảm thông, phải tiếp cận là ba mẹ, rồi mới tới anh chị em trong nhà sau. Đó thì bây giờ em giúp chồng em việc đó đi, như chị nói, mời ba mẹ ăn chung
với vợ chồng. Mình cứ tạo nhiều những cái điều kiện nhiều lần như vậy á, là tự động làm mọi người hiểu nhau thôi. Đúng rồi không? Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi thì đó là điều gì? Chồng bớt nóng tính đi. Cái nóng tính nó cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của chồng. Thứ hai là thoải mái hơn. Đừng có nghĩ là ở rể là mình làm khách nữa. Mình hãy nghĩ là mình đang ở nhà mình. Cái con Hùng, ông muốn là vợ bớt lười biếng chút, bớt cậu thả chút. Bớt cậu thả. Chị thấy vậy nè Hùng, theo chị ha. Em nhân cơ hội này nè, em nói một cái điều gì đó thật nhất trong tấm lòng của em với ba mẹ. Giống như mình trực tiếp chưa được, mình gián tiếp trước đi cơ. Dạ, con sống xa gia đình nên ba mẹ, vợ cũng gọi là ba mẹ của con, nên con rất thương ba mẹ. Rất là thật. Nó là câu nói. Và anh nghĩ rằng là ngoài cái câu nói của chồng em ra thì em phải là một cái sợi dây liên kết để cho cả hai đồng thuận với nhau và hiểu nhau vậy. Em theo chị, với cái không khí này, với cái cảm xúc này, chị nghĩ rằng em nên nói với ba mẹ một câu. Ba mẹ ơi, con cảm ơn ba mẹ vì đã ủng hộ cho vợ chồng con và tạo mọi điều kiện cho vợ chồng con được hạnh phúc. Và ở đây là nhân cơ hội này thì con muốn cảm ơn ba mẹ vì đã đối xử tốt với chồng con như là đối tốt với con. Con cảm ơn ba mẹ. Xin cảm ơn hai em. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Ảnh là người rất hiền và rất có trách nhiệm. Thì cởi mở, hòa đồng. Thì em thấy là 99% trường hợp trong đêm tân hôn mà gặp tai nạn hết. Có chuyện gì em cũng giữ trong lòng, em không có nói ra. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cho một tràng pháo tay tiếp theo nữa để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Trên đây là hội tụ những màu sắc sặc sỡ, rực rỡ luôn. Cuối cùng thì cái người đàn ông này là có lợi nhất nè. Đúng rồi. Bật. Chìm nhưng không chìm. Bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào anh chị, là em tên là Minh Khánh, hôm nay em 24 tuổi. Hiện tại, nghề nghiệp hiện tại là thủ kho. Thủ kho. Dạ, còn em là Hoàng Kim, năm nay em cũng 24 tuổi, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Một người văn phòng, người thủ kho. Rồi gặp trong trường hợp nào ta? Dạ, là tụi em là quen nhau từ hồi học chung cấp 3. Cấp 3 là đầu cấp 3 hay cuối cấp 3? Dạ, đầu cấp 3, học chung. Dạ. Vậy là cũng quen... Năm lớp 10. Trời, vậy là bao nhiêu năm rồi ta? Tụi em lấy nhau lâu rồi? Tụi em lấy nhau khoảng 1 năm 8 tháng. Mới 1 năm 8 tháng. Yêu nhau 5 năm, rồi lấy nhau 5 năm. Yêu nhau 5 năm. Ai cua ai trước? Đó là trong lớp có phong trào là hai bạn mà có tên giống nhau là ghép lại thành một cặp. Đó, trong lớp chỉ có em với bạn này là hai chữ cái đầu tiên là chữ K. Kim với Khánh là nên là mấy bạn có gắn ghép. Đó thì em cũng chủ động là có gì là chở bạn này đi chơi. Đi đâu đi đó, rồi sau đó thì chính thức quen nhau. Ủa, đi chơi cái là quen vậy hả? Không, thì từ từ có tình cảm rồi quen nhau. Dạ thì lúc em mà nhận lời quen với bạn này á thì em chỉ nghĩ là quen cho vui thôi. Dù sao cũng có người quan tâm của mình, quan tâm với mình cũng vui. Thì tụi em cũng quen nhau qua một năm. Thì sau một năm đó tự nhiên bạn này lơ là em, không nhắn tin hỏi thăm, cũng không quan tâm em giống như lúc trước nữa. Ủa, lý do gì mà lơ là lạ vậy? Trước đây thì em có quen cũng mấy người rồi. Lúc mà em quen bạn này á, thì cô bạn gái cũ á, có nhắn tin hỏi thăm rồi. Cái lúc đó bạn ấy cũng buồn, rồi em cũng quan tâm, em hỏi thăm lại. Nên em hơi lơ là bạn này chút. Trời ơi, thấy thương ghê. Tức là lúc đó là anh bắt đầu chiến dịch bắt cá tay rưỡi. Dạ, trong một tuần thì linh cảm của em là em thấy cũng là lạ. Thì em nhắn tin cho bạn này, em hỏi là sao dạo này kỳ vậy. Ai ngờ bạn thú thật luôn. Thì lúc bạn đó thú thật em thấy em hụt hẫng lắm. Thấy sao tự nhiên không lẽ mình là người thay thế. Thì anh thôi em nhắn tin đòi chia tay. Mà em chia tay thì tự nhiên ảnh cũng gật đầu đồng ý luôn. Trời ơi. Lúc đó là em cũng chưa xác định được tình cảm của mình là dành cho ai được nhiều hơn. Dạ. Bao lâu thì em xác định được là bạn này nặng ký hơn bạn kia? Dạ thì cũng khoảng thời gian là sau qua năm lớp 12 á. Có nghĩa là hai bạn quen nhau, xong rồi chia tay. Dạ. Chia tay rồi bạn kia phiêu lưu với cái mối tình cũ của bạn kia. Rồi vậy là bạn này có cái rơi quay lại mối tình cũ nè. Đúng không? Rồi sau đó là chia tay bạn kia rồi quay trở lại với bạn này. Dạ thì... đó thì cũng không phải là quen lại mà mình chỉ là nói chuyện với nhau thôi. Còn quan tâm, mình nhớ nhau, mình nói chuyện thôi.
Bao lâu thì hai bạn mới cưới nhau? Dạ, quen nhau 5 năm. Sau 5 năm em vừa mới tốt nghiệp ra trường thì hai bên gia đình nói chuyện rồi tụi em tiến tới hôn nhân luôn. Mới cưới được năm mấy nay phải không? Dạ, 1 năm 8 tháng. Hai bạn còn trẻ đúng không? Dạ, quá trẻ, hai mấy? Dạ, 24. 24, trẻ. Chắc có lẽ là đêm tân hôn chắc có rất là nhiều chuyện dạ, vui và cái sự hừng hực của sức trẻ đúng không? Dạ không, đêm tân hôn sự hừng hực của sức trẻ bị em ép lại. Ủa, tại sao? Tại vì trước đó thì em có sở thích là em hay đọc báo về chuyện giới tính này kia đó. Thì em thấy là 99% trường hợp trong đêm tân hôn mà gặp tai nạn hết. Tai nạn gì? Ví dụ ngã ngựa hay là gì đó. Trời. Hả? em thấy em đọc báo thì thấy nhiều trường hợp như vậy. Rồi. Thì em mới nói với anh này là thôi anh ơi, đám cưới thôi cũng mệt, thôi tân hôn mình dời lại đêm mai. Rồi có dời không? Dạ có anh. Trời thương vợ ghê. Ở đó cũng đứng từ sáng tới chiều rồi mình cũng mệt á. Quyết định là dời lại ngày hôm sau. Rồi ngày hôm sau có không? Dạ, dạ ngày có. Cũng trơn tru. Nhưng mà riêng em thì em có cảm thấy là nó trơn tru không? Dạ thì cũng có anh. Nhưng mà tâm lý thì mình vẫn cũng hơi lo. Lo là lo cái gì? Sợ có em bé. Tụi em yêu nhau lâu vậy chắc là hiểu hết về nhau đúng không? Sau khi lấy nhau rồi thì mọi việc cũng giống như bình thường thôi. Nhưng mà hiểu hết thì em thấy gần 2 năm rồi mà em có cảm giác như em chưa có hiểu gì về ảnh hết. Em sống nội tâm, có chuyện gì em cũng giữ trong lòng, em không có nói ra. Anh dễ tới khi nào anh chia sẻ với em là hôm nay anh đi làm, anh thấy sao, anh như thế nào, hoặc là hôm nay anh ra đường gặp ai. Anh không bao giờ chia sẻ cho em mấy vấn đề đó. Lúc nào em cũng phải tìm mọi cách coi đoán ý anh suy nghĩ gì. Món này em nấu anh có thấy ngon hay không, nào cũng phải suy đoán. Chẳng lẽ em suốt một thời gian yêu nhau lâu dài như vậy mà mình không hiểu được người chồng của mình hoặc người vợ của mình sao? Ví dụ giờ hỏi một câu nè, về chồng của em á, thì em đánh giá anh ấy là người như thế nào? Ảnh là một người rất hiền và rất có trách nhiệm. Vậy là hiểu rồi đó. Còn em, vợ em đó là sao? Cởi mở, hòa đồng, khả năng giao tiếp thì rất tốt. Duyên dáng. Thì đó có nghĩa là tụi em đã hiểu nhau, chỉ có một điều là đối phương đều muốn xâm phạm đời tư của nhau mà chưa xâm phạm được, cho nên là tưởng là chưa hiểu thôi. Đúng vậy, chứ thật đúng ra nghĩa là đã hiểu về nhau rồi. Và hồi nãy em có nói là vợ em là người biết giao tiếp và duyên dáng, thì vậy chắc chắn là lấy lòng được mẹ chồng vậy lắm đúng không? Nói chung là về cách nói chuyện xã giao giữa mẹ với vợ em thì có chút hơi khó khăn. Tại sao? Tại vì do là hoàn cảnh sống hồi đó giờ khác nhau. Vợ em về đây thì không có quen với cách sống ở đây, khó nói chuyện với mẹ. Ủa, có nghĩa là hiện giờ em đang ở chung nhà chồng. Chồng. Với gia đình chồng. Nhưng mà do cách sống, nếp sống giữa hai nhà khác nhau. Ở nhà ảnh thì ngủ sớm dậy sớm, về cách ăn uống cũng khác. Với lại ảnh cũng ít nói nên ảnh không có làm cầu nối cho em với gia đình chồng được. Nên giữa em với gia đình chồng ít có điểm chung để mà có thể giao tiếp được với nhau. Cái điểm chung cụ thể là? Điểm chung cụ thể giữa em với mẹ chồng thì cũng chỉ nói về anh này thôi. Mà ảnh thì ảnh này cực kỳ ít nói. Với ba mẹ ảnh, anh cũng ít nói nữa. Nên ảnh không có tạo ra được một cái không khí chung để cho em có thể hòa nhập được. Nhưng mà bây giờ nè, cái vấn đề mà khúc mắc duy nhất giữa em với mẹ chồng là cái gì nè? Là giữa em với mẹ chồng không có khúc mắc gì hết. Nhưng mà vấn đề là em muốn mẹ con hòa hợp vui vẻ, và lại em muốn là hòa nhập hẳn vào cuộc sống gia đình của bên nhà chồng luôn. Chứ bây giờ em thấy hơi xa lạ. Chứ bây giờ là ảnh đi làm về là ảnh cứ ngồi trong máy tính. Rồi nhiều lúc em ra em ngồi nói chuyện với mẹ chồng, ảnh cũng không có ra ngồi nói chuyện chung. Em có biết là giờ em có bị cái áp lực đó không? Dạ đó thì em biết. Tại vì cái tính em hồi đó giờ là ít nói, chỉ biết sống một mình thôi à, không có chia sẻ chuyện gì cho gia đình hết. Cái tính em hồi đó giờ như vậy rồi, khó sửa. Khó sửa, nhưng mà bây giờ nếu mà để mà vì cái không khí của gia đình á, thì em có thể sửa được dạ, chút đỉnh nào không? Dạ được. Sau đây mới nói khó sửa. Dạ. Sau đây sửa thì ráng sửa chút xíu. Ráng sửa chút xíu. Còn chị nói nè, bây giờ em phải chứng tỏ bản lĩnh của em á, là tự em không cần chồng em luôn. Em có thể hòa hợp được với mẹ, với ba. Thay đổi quan điểm đi. Tại vì vậy này, em không thay đổi, em bị stress dữ lắm. Dạ, cái đó chị nói có stress không? Nhiều dạ, khi có. Em điên luôn á, chị nói thiệt. Mỗi lần mà hai đứa em mà cãi lộn là coi như là em không có động lực nào mà muốn về nhà đó luôn. Tại vì em thấy ngoài chồng em ra là em không có thân thuộc được với ai hết. Thế bây giờ em muốn chồng em thay đổi nhất là điều gì? Em mong muốn nhất chồng em thay đổi là ảnh nói nhiều hơn một chút. Ảnh ít nói đến mức mà lúc dọc sôi lửa bỏng như hai vợ chồng cãi nhau á, ảnh không nói luôn. Mặc kệ em muốn ngồi cằn nhằn em nói sao em nói. Rồi xong nhiều lúc mà ảnh tức quá, ảnh đấm tay vô tường, chứ ảnh cũng không mở miệng ra mà cãi lộn lại với em nữa. Có nghĩa là
trong mọi hoàn cảnh chồng em luôn luôn là người im lặng. Dạ đúng rồi. Bây giờ chị thấy nè, cái tình trạng của tụi em á, với cái cảm giác riêng của chị thôi nha, chứ nếu mà không đúng thì cho chị xin lỗi ha. Hiện giờ chưa có con đúng không? Dạ đúng. Chị có một cái cảm giác về nè, tụi em đang ở cái trạng thái là đồng sàng mà dị mộng, có nghĩa là tụi em không có một cái gì chung với nhau hết. Sau này nếu mà có một đứa con thì may ra đứa con đó nó sẽ là một cái điểm chung của hai người, nhưng hiện giờ là giữa hai người không có điểm chung, mà cái đó rất là nguy hiểm. Thì hai đứa em đều phải thay đổi. Về Khánh á, biết là cái tính của Khánh từ nhỏ tới lớn nó đã là như vậy rồi, nhưng mà Khánh phải thay đổi, chứ Khánh đừng có giữ cái tôi riêng đó nữa. Tại vì cái đó nó không có lợi cho Khánh, không có lợi cho vợ, chả có lợi cho ba mẹ. Chính vì vậy mà cho tới giờ phút này khi Khánh đã có vợ rồi, ba mẹ Khánh vẫn là xoay quanh cái chủ đề về em hết, lo lắng cho em đó. Còn về em á, thì chị thấy như vậy nè, em và mẹ chồng của em bây giờ hai người chung một chiến tuyến. Để làm gì? Để lo cho cái người đàn ông này. Tại vì hiện giờ cái người đàn ông này đang có một cái yếu tật á, có nghĩa là không thể cởi mở được. Nếu mà nặng nữa là tự kỷ đó. Cho nên rằng á, là hai người cùng phải làm một chiến tuyến để lo cho con người này. Thì trong cái lúc mà hai người làm cái điều đó thì tự động em và mẹ chồng em sẽ hiểu nhau, sẽ thương nhau, và mẹ em sẽ coi em như con gái chứ không phải con dâu nữa. Thì chị nghĩ rằng tụi em phải làm điều này, không thì cái chuyện tình cảm của tụi em nó không có thuận lợi, nó mới suôn sẻ. Rồi về nói chuyện nhiều okay. hơn chút xíu nữa nghe. Rồi, cảm ơn em. Rồi.